Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán toàn thể loại nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm x, x sao cho giá trị của biểu thức 3x trừ 2 phần 4 không nhỏ hơn là ý nó hàng này phải lớn hơn. Được chưa? Lớn hơn 3x cộng 3 tất cả phần 6. Không nhỏ hơn nha các bạn, không nhỏ hơn thì nó phải là lớn hơn hoặc bằng. Nhớ, không nhỏ hơn là gì ạ? Có khả năng là bằng hoặc là lớn hơn. Các bạn cẩn thận chỗ này, cái l l văn á, các bạn cẩn thận. Không nhỏ hơn, không nhỏ hơn thì lớn hơn hoặc hoặc bằng. Vậy mình sẽ cho là gì ạ? Ta có nè, 3x trừ 2 tất cả phần 4 lớn hơn bằng 3x cộng 3 phần 6. Được chưa? Sau đó các bạn hãy chuyển qua một vế 3x trừ 2 phần 4 trừ nè. Các bạn cẩn thận cái dấu trừ này nha các bạn. Viết ngay cái dấu phân số nè. 3x cộng 3 phần 6 lớn hơn bằng bằng 0. Rồi. Tới đây các bạn quy đầu mẫu, vậy là mẫu số chung của nó. Các bạn không biết thì các bạn lấy hai mẫu này nhân lại, còn các bạn nào biết thì tìm bội chung nhỏ nhất của nó chính là 10 12. Được chưa? Vậy 4 thì cần nhân nhân 3, 6 thì cần nhân nhân 2, vậy mình sẽ có 3x trừ 2 tất cả nhân nhân 3 trừ nè 3x cộng 3 tất cả nhân cho 6 thì khiếu mấy ạ? Khiếu 2. Rồi, mẫu số chung 10 12 lớn hơn bằng bằng 0. Ok chưa? Và cái dấu phân số này cũng nghĩ các bạn nghĩ giống như là phép chia, chia chuyển qua đây thành thành nhân, được chưa? Không nhân, nhớ các bạn nhớ nha, cái dấu này rất quan trọng nha các bạn. Nhớ nhân hay chia cho số âm chiều không đổi. Xin lỗi tất cả các bạn nha. Nhân hay chia số dương thì mà chiều không đổi. Được chưa? Nhớ. Vậy mình sẽ có 3x trừ 2 nhân 3 trừ cho 3x cộng 3 tất cả nhân nhân 2 lớn hơn bằng 0 nhân 12. Rồi, 0 nhân 12 thì cũng bằng bằng 0. Rồi, tới đây các bạn phân phối vào. Vậy mình sẽ có 9x trừ 6 trừ đây ra là 6x, nhớ trừ nha các bạn. Rồi, đây 2 nhân 3 là 6, cộng với trừ ra trừ 6 lớn hơn bằng 0. Rồi tới đây các bạn rút gọn, đây với đây còn lại là 3x, đây với đây ra trừ 10, 12 lớn hơn bằng bằng 0. Vậy 3x nè, chuyển với đổi dấu đi, lớn hơn bằng 12. Vậy x sẽ bằng lớn hơn bằng nhân chuyển qua hạnh chia 12 chia 3 bằng mấy ạ? 12 chia 3 bằng bằng 4. Được chưa? Vậy x của mình lớn hơn bằng bằng 4. Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lỡ để lỡ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.